cái khó khăn khi mà bảo lãnh con qua anh đó là gì, và cách giải quyết như thế nào? À vâng, các anh chị người mà đã có quốc tịch Anh rồi hay là có visa định cư tại Anh rồi thì 012 đang làm hồ sơ rất là nhiều, các anh chị bảo lãnh con qua. Thì thường những cái khó khăn mà anh chị gặp phải đấy chính là, thứ nhất là về cái phần chứng minh tài chính, các anh chị đang báo thuế không đủ. Thì hiện tại cái mức chứng minh tài chính mà để được bảo lãnh con qua, mức tối thiểu mà chính phủ Anh đang yêu cầu là anh chị phải báo thuế lương một năm đang rơi vào 29.000 bảng. Thì thứ nhất là cái phần chứng minh tài chính không đủ này, thứ hai là không thể hiện được trên các giấy tờ là sau khi tài khoản ngân hàng hay những cái phần trên giấy tờ, thứ hai là thứ ba nữa là khó chứng minh được mối quan hệ với con, có nghĩa là con của mình ngoài việc là thể hiện được trên giấy khai sinh có tên của bố hoặc mẹ ra thì mình không thể hiện được trên những giấy tờ là mình đang đóng học cho con, mình đang toàn quyền nuôi dưỡng con ở Việt Nam và có những cái trách nhiệm trên pháp lý với con. Thì những cái phần đấy thì ở Việt Nam thì những cái giấy tờ đấy thường anh chị không được để ý lắm, nếu như đã ở xa nhà rồi thì thường ủy quyền cho một người khác ở Việt Nam làm dù. Thì những cái phần đấy thì không ai sẽ phải hướng dẫn cụ thể để chứng minh được trên giấy tờ để thể hiện được rằng là các anh chị đang toàn quyền nuôi con hoặc là đứng ra làm trách nhiệm chính. Thì thường là vì người Việt Nam mình đáp ứng được nhu cầu trên, nhưng mà trên giấy tờ thì các anh chị sẽ không được clear rõ ràng cái phần này. Như thế thì các anh chị có thể thấy được rằng là về những cái khó khăn khi mà đưa các bạn nhỏ của bên anh thì nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái hoàn cảnh cũng như là hồ sơ của gia đình mình. Thì để cung cấp cho anh chị những thông tin cụ thể hơn thì là anh chị xin vui lòng hãy cứ liên hệ đến 012 để chúng em sẽ tư vấn cho anh chị một cách cụ thể nhất và sát với những cái luật pháp bên anh đang yêu cầu cho những cái trường hợp mà bảo lãnh con.